Ngày hôm qua, hôm kia chứ, mình có xem được một cái đoạn livestream của một người tên là Đoàn Ngọc Hưởng. Có vẻ như anh này đang có cái bức xúc gì đó với với xã hội, với nhà nước ta. Anh ấy đang trong cái quá trình điều trị cho con anh ta trong bệnh viện và có những cái bức xúc đối với ngành y tế rất là nhiều. Trong livestream của anh ta có nhắc rất nhiều đến nhiều vấn đề. Mình thì không có thời gian để xem hết, nhưng mà có những một số các cái vấn đề nó nhắc lại một cái trong đó thôi, mình cảm giác được rằng cái con người này nó thiếu kiến thức về xã hội. Không có đủ kiến thức về xã hội, nhưng mà rất nhiều người ở trong cái livestream của anh ta lại khen ngợi anh ta, nó là khen ngợi vô cùng. Xin kể các bạn nghe, đó là một cái vấn đề mà mình đã từng nói rồi, đó là anh ta nói rằng đó là cái Việt Ten chính là của nhân dân. Công ty truyền thông Việt Ten là công ty viễn thông Việt Ten là của nhân dân. Mà nói cái gì của nhân dân, là tại sao lại mọi người dân xài dịch vụ của Việt Ten gọi điện cho nhau là phải tốn tiền? Xài nhà mạng Việt Ten là phải trả tiền, lại còn trả mắc nữa. Thế mà cứ công ty Việt Ten là công ty nhà nước, mà nhà nước là của dân. Không, nhà nước là của dân, cho nên cái công ty Việt Ten này nó cũng là của dân, mà của dân thì tại sao là phải trả tiền? Anh đặt vấn đề là không, tại vậy nếu vậy thì thôi, chúng ta yêu cầu công ty Việt Ten thử mà không có thu tiền viễn thông dịch vụ của Việt Ten nữa coi sao. Thế là mọi người bu xua bu vô và bu xua miệt thị nhà nước ta, nói nhà nước ta, anh ta hỏi, đặt nhiều người đặt vấn đề, và chính anh ta đặt vấn đề đó, thế tiền mà thu của Việt Ten thế là trả vô túi của cán bộ nhà nước hết, trả vô túi của sĩ quan quân đội hết. Nghe qua cái luận điệu này, tôi nói thiệt với các bạn, đây là một cái luận điệu mà trời ơi đất hỡi, mà phải nói với các bạn rằng là rất là mắc cười. Nó giống như cái trường hợp trước đây mà chúng ta đã xem một cái đoạn video clip được quay ở tại một cửa hàng Viettel đó, là một thanh niên vô cửa hàng điện thoại của công ty Viettel và nói rằng là cái gì, đây là công ty Viettel này là của nhà nước, quân đội nhân dân là của nhân dân, cho nên nó là tài sản này là tài sản của dân, thì dân tới dân lấy xài thôi. Tôi cũng rất muốn phản biện với bạn đó, nhưng mà bạn đó thì có lẽ là không có điều kiện, cũng như là chưa có thế nào đó, không có muốn trao đổi với tôi, cho nên là cũng hơi khó. Nhưng mà thông qua cái này, thông qua livestream này, hy vọng là bạn nào là bạn của bạn Đoàn Ngọc Hưởng thì có thể là gửi cho bạn Đoàn Ngọc Hưởng cái ý kiến của tôi. Thứ nhất là báo với bạn Đoàn Ngọc Hưởng và một số bạn chưa hiểu vấn đề này á, như thế này. Thứ nhất, công ty Việt Ten là một công ty viễn thông của nhà nước, mà nó chúng ta gọi đây là một tài sản quốc gia, công ty này thuộc là tài sản quốc gia, và cái gì thuộc về quốc gia là của chung, không phải của bất kỳ ai. Và rằng tất cả mọi cái kinh doanh của công ty Việt Ten, hay là sau khi họ kinh doanh trả lương cho nhân viên rồi họ đóng thuế, sau đó toàn bộ lợi nhuận và tài sản Việt Ten đó còn lại vẫn là của tài sản quốc gia. Nói cho bạn hiểu là công ty Việt Ten này kinh doanh là để thu lợi cho ngân sách quốc gia, và nó là tài sản của quốc gia chúng ta, chứ không phải của riêng của ông tướng tá quân đội nào ở đây cả. Cái mà bạn thấy, bạn nói là tại sao công ty này không cho các bạn xài miễn phí? Tôi nói các bạn thấy thì cái việc mà duy trì bảo dưỡng cho vận hành cái bộ máy của công ty này ở đâu? Bạn phải trả lương cho nhân viên. Các bạn thấy đó, công ty Viettel hiện tại kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ kéo đường dây cho các bạn này, nhân viên họ đến nhà kéo đường dây cho các bạn, chỉnh sửa, bảo trì, lắp đặt internet cho các bạn, rồi tất cả các cái hệ thống mạng, như là các cái trạm phát sóng vẫn phải liên tục phát triển những cái trạm phát sóng đó, để cho nhiều vùng miền xa xôi khác nhau có được cái, bắt được cái sóng để mà có thể lương liên tục, và cái sóng chúng ta không bị đứt đoạn.
bảo trì bảo dưỡng cho nó là một vấn đề rất là quan trọng, cũng như là chúng ta nâng cấp thiết bị, nâng cấp tất cả các kỹ thuật, thì đó chính là cái mà tiền ở đâu các bạn cho các bạn xài không miễn phí, thế thì cuối cùng ra nhà nước chúng ta phải dùng tiền đâu để trả lương đó. Cho nên ở đây quan điểm của bạn nói rằng là tại sao của nhân dân mà không cho nhân dân xài miễn phí để của nhân dân. Như các bạn thấy đấy, về vấn đề viễn thông ở Việt Nam chúng ta thì tôi nói với các bạn là về cơ bản nó tương đối rẻ so với nhiều nơi. Các bạn thấy đó, như ở các bạn thử sang các nước lân cận xem, họ còn không có cả đường dây điện thoại để xài, trong khi hệ thống viễn thông của ta hiện tại đã kéo dài khắp mọi miền tổ quốc, internet đến từng nhà. Các bạn thấy là sự phát triển của internet ở Việt Nam trong bao nhiêu năm nay là rất tốt và tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy là nếu như mà so với khoảng cách đây khoảng hơn 20 khoảng 20 năm trước, tôi nói với bạn tôi là người đầu tiên ở trong lớp có cái điện thoại Nokia 3310. Tôi là người đầu tiên ở trong trong lớp của tôi là có cái điện thoại Nokia 3310, là phải nói là chất nhất rồi, rất chất. Thời điểm đó tôi nói các bạn là chỉ cần nhà nào mà có điện thoại bàn thôi đã là cả khu vực đó là rất là vất vả, đó là ngày nào người ta cũng tới nhờ cho tôi nhờ gọi cho con tôi, rồi người ta lại dùng điện thoại bàn của nhà mình để mà làm cái nơi trung chuyển, ví dụ như là ở Sài Gòn nhắn là ngày mai mấy giờ là con sẽ gọi điện về cho má, thì khoảng mấy giờ con gọi về, thì gọi nhờ nhà mình á, có thể nói là mình là cái giống như một cái trạm viễn thông ở từng cái địa phương, nhà nào có điện thoại là nhà đó giống như một cái trạm viễn thông vậy, đó, như một cái dịch vụ bưu điện vậy. Cho nên hồi xưa các bạn mới có cái cụm từ là điện thoại công cộng đó. Bạn thấy so với ngày hôm nay chúng ta mỗi người đều có một cái điện thoại di động ở trong túi, phát triển như thế nào? Điện thoại bàn tưởng như là chết rồi đó, nhưng mà hiện tại nó vẫn sống được ở theo cách của nó. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều người á, thậm chí là bây giờ người ta xài một hai cái chứ không phải như tôi đang livestream với bạn một cái, tôi vẫn đang sạc trên kia cái. Bản thân tôi cũng một hai cái điện thoại, máy tính này, tất cả mọi cái không có internet là không được. Do đó cho nên là bạn nói rằng là bạn đang sử dụng một dịch vụ thì bạn phải trả tiền cho dịch vụ đó. Đó chính là cái mà các bạn phải ở trên cái thế giới này ở đâu nó cũng vậy hết. Đó, bạn dùng dịch vụ để bằng gì? Để mà bạn đảm bảo thỏa mãn cái nhu cầu của bạn thì bạn phải trả tiền. Tất nhiên thôi, dịch vụ càng tốt thì bạn phải càng trả tiền cho nó nhiều hơn. Đó là cái điều đương nhiên. Cho nên là bạn nói rằng là tại sao công ty Viettel là của nhà nước mà nhà nước lại không cho dân xài miễn phí, là phải đóng tiền, phải nạp cạc điện thoại, rồi phải đóng tiền internet. Nên tại sao dân không cho phát wifi miễn phí cho dân xài mà lại phải thu tiền? Đó là để bảo trì bảo dưỡng thiết bị hệ thống để mà tổ chức được vận hành được cái hệ thống nhà mạng, thì người ta phải trả tiền cho nhân viên. Công ty Viettel nó tạo ra cho hàng trăm ngàn nhân viên của nó, hàng trăm ngàn lao động đâu phải là quân nhân đâu, hàng trăm ngàn lao động của công ty Viettel là không phải là quân nhân. Cho nên là bạn thấy đấy, tất cả mọi người đều được trả lương để thực hiện cái nhiệm vụ là duy trì bảo dưỡng cái mạng đó, để cái mạng hệ thống viễn thông đó, để chi, để cho các bạn có thể có thời gian lên dây, có điều kiện để mà cầm cái điện thoại di động live stream chửi nhà nước và chửi quân đội, đúng không? Đó là cái điều mà tôi trả lời với bạn, và nhất tôi nói với bạn nha, tiền ở công ty Việt Nam đi đâu tôi trả lời bạn rồi đấy. Nói thêm cho các bạn này, đó là sau khi mà công ty Việt Nam trả lương cho nhân viên, trả lương nhân viên, bảo trì thiết bị, tất cả mọi cái chi phí của công ty, thì nó bắt đầu đóng thuế. Nó đóng thuế xong tất cả những lợi nhuận còn lại thuộc ngân sách quốc gia, và tài sản đó là của quốc gia. Và đó chính là cái mà bạn không biết mà bạn nói bậy. Hôm qua hôm kia cũng dự định là trao đổi với bạn, nhưng mà vì bạn không có muốn tôi trao đổi với bạn thế này thế khác, cho nên là không thể. Đó là cái thứ nhất.